Và thưa quý vị, sau những màn trình diễn rất là nóng bỏng, cũng như là anh Hoàng Kiều mới vừa giới thiệu về Kiều Hoàng Production LLC và những cái sản phẩm rất mới, và để trở lại với đêm nhạc Hoàng Thi Thơ, thì những nhạc phẩm sắp tới đây sẽ đưa quý vị trở lại về những ngày thơ, ngày mộng. Là ca khúc Những Ngày Thơ Mộng qua sự hỗ trợ của các nhạc sĩ là Hoàng Thi Thi, Hoàng Công Luận và Mười Ngón Tay Vàng, anh Trung Nghĩa, phải không anh Thắng? Dạ vâng, và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc Hạ xin kính chào tất cả sự hiện diện của quý vị ở tại hôm nay. Vâng, Ngọc Hạ rất là hồi hộp, mong tới giây phút này để nhìn thấy gương mặt của quý vị, niềm vui của quý vị, sự thương yêu của quý vị đến với Hoàng Kiều, đến với anh chị em nghệ sĩ và với Ngọc Hạ. Vâng, chúng ta vẫn đang thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ tài hoa Hoàng Thi Thơ. Những tác phẩm của ông quá tuyệt vời, vừa gần gũi về bức tranh quê hương và tuổi thơ, khắc họa những hình ảnh thật là thơ mộng và mộc mạc nhưng sâu lắng trong lòng của mỗi người con xa quê hương. Hình ảnh đó như là khắc họa trong chúng ta, mang cho chúng ta mộng ước và về một tuổi thơ mà mãi mãi không thể tìm được nữa. Ca khúc Những Ngày Thơ Mộng sau đây Ngọc Hạ xin được gửi đến quý vị. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu mơ, tìm đâu biết tìm đâu, đâu giờ tìm đâu những ngày chưa vắng và nhớ
tìm ruộng đón bướm cho, bay tìm tình đường luồng nó, ai tìm rừng cô gái sớm, khoe giọng hò đường hoang vắng và nhớ tìm đâu.